Xin hân hoan chào đón các bạn đến với hành trình 30 ngày cải thiện giọng nói kỳ xấu. Và thông điệp yêu thương của kỳ này là phép màu của lòng biết ơn. Thông điệp yêu thương của ngày hôm nay: biết ơn quá khứ và những trải nghiệm. Xin mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Biết ơn quá khứ và những trải nghiệm. Bạn thân mến, trong quá trình thực hiện lòng biết ơn, khi tâm trí của bạn hướng đến những sự vật, sự việc và con người, chắc hẳn bạn cũng như tôi đang dần cảm thấy bức tranh cuộc sống thực tại của mình trở nên sáng rõ hơn. Đó là một cơ hội để mỗi chúng ta nhìn lại chính những mảnh ghép hiện tại của mình. Và hãy nhìn lại xem bạn thường nghĩ đến những khoảnh khắc và những mảnh ghép nào nhất. Nhưng những khi bạn thành công hay những khi bạn thất bại, những khi bạn hạnh phúc vui vẻ hay cả những lúc bạn buồn rầu chán nản, những khi bạn có được những thứ bạn muốn hay cả những khi bạn mất đi, bạn đồng ý với tôi chứ? Cuộc sống của mỗi chúng ta đều được tạo nên từ những mảnh ghép sắc màu khác nhau, thậm chí là những mảnh ghép đối lập nhau về tính chất. Thế nhưng thông thường ta chỉ có xu hướng thích thú và biết ơn những điều ta được, mà quên mất rằng những điều ta không có hay thậm chí những sai lầm cũng là một món quà mà vũ trụ dành cho ta. Bạn có thường hay nghĩ về những câu chuyện quá khứ hay những trải nghiệm đã trải qua trong quá trình sống của mình hay không? Hãy nhớ lại một chút xem nào, khi bạn còn là một đứa trẻ ở độ tuổi mà chúng ta hay bắt đầu tập đi xe đạp hay tập viết, những lần vấp ngã với chiếc xe đạp cùng với những lần viết chữ nguệch ngoạc trên trang giấy đều đã đi qua một cách nhanh chóng, bởi chúng ta xem chuyện đó là bình thường và luôn học được nhiều điều qua những sai lầm ấy. Để rồi cuối cùng chúng ta cũng nhanh chóng biết cách đi xe đạp và viết lách thành thạo. Thế nhưng khi chúng ta lớn lên, chúng ta lại rơi vào một chiếc bẫy cảm xúc do chính mình tự tạo ra. Ta đã ở lại quá lâu với những thất bại, cảm giác ê chề và trách móc bản thân khi gặp những vấp ngã. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như ta biết cách đứng dậy ngay những lần vấp ngã như những đứa trẻ? Và bạn sẽ sớm hiểu ra rằng nếu chúng ta không mắc sai lầm thì ta sẽ chẳng học được gì, cũng chẳng bao giờ sâu sắc hay khôn ngoan hơn. Nếu chúng ta có quyền lựa chọn điều mình muốn, và điều đó có nghĩa là chúng ta có quyền mắc sai lầm, bởi thế giới này luôn cân bằng giữa đúng và sai, giữa được và mất. Sự thật là mỗi sự kiện xảy ra trong cuộc đời đều cho ta những bài học. Nếu chúng ta phớt lờ và không đón nhận được những bài học đó, những sai lầm ấy sẽ đến mỗi lúc một nhiều hơn cho đến khi bài học được hoàn thành. Để học được những bài học đắt giá, bước đầu tiên trong mỗi bước đó chính là việc cần phải thừa nhận nó, biết ơn vì điều đó đã xảy ra và nhìn nhận vai trò chủ động của chính mình thay vì đổ lỗi cho người khác. Bạn có biết khi chúng ta đổ lỗi cho người khác ở mỗi tình huống, chính bạn chứ không phải là một ai khác luôn cảm thấy sự đau khổ và phiền muộn. Điều quan trọng là bạn sẽ không học được thêm một bài học nào từ vấn đề xảy ra đó, và rồi bạn sẽ tiếp tục thu hút những sai lầm tương tự. Có một sự thật đang diễn ra hàng ngày. Chúng ta luôn cảm thấy thật dễ dàng khi nhận về những niềm vui, sự may mắn, sự tốt lành, nhưng lại vô cùng khó khăn và luôn tìm mọi cách từ chối hiện hữu của những sai lầm, những điều bất như ý. Khi những việc không may mắn xảy ra, bỗng dưng ta trở nên khó tính, thấy mình trở nên bực bội, khó chịu vì đơn thuần chúng ta chỉ nhìn chăm chăm vào mặt tiêu cực của sự việc, để rồi ta lại tự ôm lấy những cảm xúc tiêu cực đó. Nắm giữ những cảm xúc tiêu cực cũng giống như ta nắm giữ hòn than nóng trên tay, để rồi tự mình lại làm bỏng chính mình. Hãy thử thay đổi suy nghĩ một chút nhé. Khi bạn cãi nhau với chồng hoặc vợ của mình, hãy biết ơn rằng ít nhất bạn cũng đang trong một mối quan hệ hơn rất nhiều người đang cô đơn ở ngoài kia. Hãy biết ơn rằng sau mỗi lần cãi vã thì hai người lại càng trở nên hiểu nhau hơn. Khi bạn làm không tốt một nhiệm vụ được sếp giao phó và nhận về những khiển trách, hãy biết ơn vì nhờ đó bạn đã biết cách thực hiện tốt hơn vào lần sau.
Tới một ngày bạn sẽ nhận ra chúng ta thực sự hiểu về lòng biết ơn. Chúng ta sẽ biết ơn cả những sự việc không hay xảy ra với mình. Mỗi sự kiện xấu xảy ra cho chúng ta lại có thêm bài học để lần sau không gặp lại nữa. Bạn thân mến, dù sự việc xảy ra có tệ đến mức nào thì luôn luôn có thật nhiều điều để biết ơn. Khi bạn tìm kiếm thật nhiều điều để bày tỏ lòng biết ơn, bạn sẽ biết đến mọi sự việc, mọi trải nghiệm đã diễn ra và trở thành điều hạnh phúc và may mắn. Học từ sai lầm, biết ơn quá khứ, học từ thất bại, biết ơn những trải nghiệm. Đó là con đường mà ngay lúc này bạn sẽ phải lựa chọn, phải không nào? Chúng ta hãy biết ơn những thứ mà ta đang có, những thứ mà ta đang muốn, và biết ơn tất cả những thứ ta đang không cần hoặc những thứ ta đã mất đi. Điều này sẽ giúp cho bạn trở nên bình an và hạnh phúc hơn. Bạn thân mến, có bao giờ bạn nghĩ lại và thầm biết ơn những quá khứ và những trải nghiệm đã qua của mình chưa? Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau làm điều đó nhé. Hãy gửi lời cảm ơn đến quá khứ và những trải nghiệm của bạn đã góp phần tạo nên của bạn ngày hôm nay, và chia sẻ lại những cảm nhận đó của mình để lan tỏa yêu thương bạn nhé. Và thông điệp của ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Xin hẹn gặp lại các bạn ở thông điệp của ngày hôm sau nhé.